Rồi, đây là cái video 4K 60fps giữa hai con này nhé. Ôi, mình cảm giác là cái con iPhone nó hơi vàng hơn một tí, nhưng mà cảm giác nó chi tiết hơn. Đó, thế là giờ khá là mệt rồi các bạn, chạy từ chiều đến giờ. Đó, rồi mình sẽ quay lại nhé. Rồi mình sẽ chạy về này. Chạy nào. Chạy tới đây. Rồi, ok. Rồi, chạy mệt quá. Rồi, mình sẽ chuyển sang cặp trước xem thế nào nhé. Rồi, đây là cái video 4K nhé. 4K mình thấy là 60fps luôn ấy. Sợ thật, cầm chiếc của bọn này ghê thật. Mình cảm giác là LG làm cái cầm chiếc nó vẫn cứ đuối đuối kiểu gì ấy. Rồi, rồi mình sẽ chạy lại nhé. Tôi chạy một lúc thôi, mệt quá rồi. À, chạy chán quá các bạn, mệt quá rồi. À, ok. Rồi, đây là cái video 4K 60fps nhé. Đây các bác có thể thấy. Rồi, có rất nhiều người đang tập thể dục ở đây. À, các bạn có thể thấy độ chi tiết của nó. Con Pro Max vẫn cảm giác vẫn ngon hơn rất nhiều. Rồi, mình sẽ đi lại một tí. Đây, các bạn có thể nhìn tán lá cây này. Thực ra thì cái con V60 nếu như mà mình dừng lại ấy, mình cảm giác là nó lại ngon, hình như nó bắt nét hơi chậm thì phải. Rồi, chạy tí nhá. Ok. Rồi, ok. Thế là các bác có thể là biết rồi đấy. Em sẽ chuyển sang cam trước nhé.